Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Lời đầu tiên, cũng như thường lệ, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nhé. Mua nãy giờ 10 phút rồi chưa dám uống nè các bạn. Cái ống hút nó vẫn còn mở này nha các bạn, thấy không, mới tên này chưa hút. Để mời quý vị khán giả trước rồi em mới hút, mới uống. Và cũng tùy theo trường hợp, ví dụ những trường hợp mà em đi lâu á, chẳng hạn nửa tiếng, 2 tiếng em mới có thời gian để quay đó, thì em uống trước. Còn bây giờ chỉ có 5-10 phút thôi. Thôi em mời nha. Trời ơi, nó ngon dễ sợ luôn. Hôm nay cà phê thơm nè. Ngon quá. 2 ngày qua thì em có làm hai cái video clip. Cái đầu tiên thì nói về sư Minh Tồn giải thích về cái vụ của cái kho và cái sự việc mà đã giúp đỡ cho sư cô Liên Thi trong lúc mà thời gian mới vừa định cư qua Mỹ. Thì và cái video clip thứ hai là lúc đó là cái clip cái đó là bài báo đăng lúc vào tháng cỡ đâu khoảng đầu tháng tháng 5 trước khi mà cảnh sát trong cái thời gian mà cảnh sát và trả cái xác của cô sư cô Liên Thi này lại cho nhà hoàng để mà làm là đám đó các bạn. Thì trong cái phần đó đó là ông cảnh sát, ông tên là Jim Armanino, thì ông có nói rằng sao dự đoán của ông đó là cái xác đó đó là phải cái thời gian nằm đó cũng ít nhất cũng phải từ vài tháng cho đến 1 năm, cho nên chính xác nhất là phải vài tháng thôi. Thì không biết thực tế là lúc mà sư cô bị mất tích là lúc nào, nhưng mà bắt đầu từ tháng 5 ngày 23 Tây thì là đã báo đã phát hiện không có trong chùa, nhưng cái đó là cái từ chùa phát hiện thôi, còn trước đó thì như thế nào thì chúng ta không biết. Nhưng mà trước khi mà thời gian mà nghe em thấy cái bình luận trước khi thời gian mà sư cô Liên Thi mất tích á, thì 2-3 ngày đó đó có gọi về nói với lại gia đình rằng là sư cô bên đây bị hành hạ. Thì cái gì nó cũng có từ từ sẽ ra ánh sáng thôi. Và sau khi mà cho các bạn coi hai cái clip đó thì bây giờ đó thì em sẽ cho các bạn xem cái đoạn clip mà tâm linh mà em phỏng vấn một người đã được chư thiên ngự vào và sư cô Liên Thi ngự vào. Cái mấy lúc đầu đó thì là chư thiên ngự vào để mà trả lời phỏng vấn, và sau khi và tới đoạn cái khúc mà hình như bị rùng mình á, hay là cái khúc mà em hỏi là có phải là cô đã chỉ thị, đã dẫn dắt chị Thúy Nga và cô Kim Ngân đến chùa hay không, thì bắt đầu hình như là khúc đó đó là sư cô Liên Thi nhập vào. Thì cho nên bây giờ các bạn xem, các bạn hãy để ý nha, cái phần đầu là cái phần của chư thiên, cái phần lúc mà các bạn hãy để ý những cái lời nói đó, thì từ đó giờ đi đó là phần của sư cô Liên Thi. Sư cô Liên Thi kể rằng rất là đói lắm, lạnh lắm, mà các bạn nghe mà nổi da gà luôn nha. Và các bạn bây giờ em mời các bạn theo dõi cái đoạn video clip mà em phỏng vấn. Cái này là về phần tâm linh, thì có người tin, có người không tin, nhưng dù sao đi nữa, ai tin tâm linh thì họ mới biết đây là thật hay là giả, và phải theo phân xét theo những cái video clip cũ để coi cái phần tâm linh phỏng vấn này được chính xác được bao nhiêu phần trăm nha các bạn. Thì bây giờ sau đây em sẽ mời các bạn đón xem. Con cần gì? Dạ, con cần biết vài thứ. Trước tiên hết á, là con muốn biết á, sư cô tên gì vậy? Ai? Cái người mà đang nói chuyện với con đó. Lý Thiên. Lý Thiên.
Chư Con thiên. chư thiên, dạ. Con cần biết sư cô về tình hình về sư cô Liên Thi. Thực sự cái ngày chết của sư cô Liên Thi là vào ngày nào, chư thiên chẳng biết được không? Trước ngày phát hiện 1 tuần. Trước ngày phát hiện 1 tuần, tức là ngày phát hiện là ngày tháng 9, ngày 23. Trước 1 tuần đó thì gì coi như là tháng 9, ngày 18. Mười bảy, mười tám hả? Ta chỉ có nói thế thôi. Dạ. Như vậy là có phải là chết rồi mới đem vô kho hay không? Lẫn quẩn ở trong nhà đó. Lẫn quẩn trong nhà. Có phải là bị nhốt ở trong cái garage phải không? Trước lúc mà trước khi chết. Chính xác hả? Như vậy khi mà bị chết rồi đó, có phải là bị thuốc ngủ hay thuốc độc gì không, hay là bị đánh chết? Không có đánh đâu. Đừng có nghe tào lao. Như vì sao mà chết? Một giấc ngủ dài, Tức là bị thuốc ngủ. ngủ 3 tháng Ngủ 3 tháng mà không ăn uống gì luôn hả? Ngủ gì thôi? ngủ phơi xác. Ngủ đến chết khô luôn, không có nước không gì hết. Có nước làm sao mà chết được? Nhà. Phải để như vậy, giám sát từ từ nó đi thôi. Như vậy có thể cho con biết cái người mà cho uống thuốc đó là ai không? Phụ nữ Cô nữ, mấy người à? một thôi. Một thôi hả? Như vậy người đó có phải là chủ trì trong chùa đó không? Ta hỏi con, Dạ. ai có quyền, Thì chỉ có chủ trì thôi. ai có quyền thì là đó. Coi như là chủ trì trong chùa đó. Vì ái nam ái nữ mà. Cái người đó là ái nam ái nữ đó. Như vậy tức là sư cô Liên Thi phát hiện cái điều gì đó. Muốn người ta không có muốn. Tức là mê sư cô Liên Thi hả? Ta chỉ có nói tới đó, con tự suy nghĩ nha. Dạ. Nhiều người vào đó rồi nhưng mà không chấp nhận điều kiện. Cho nên người ta bỏ đi. Đúng vậy. Như vậy sao sư cô Liên Thi không chịu bỏ đi mà để cho bị hại chết? Chưa có đường để đi. Chưa có đường để đi. Vì cái sư cô mà chủ trì đó đó có dùng bùa ngải hay gì không? Ai nam ai nữ, thích người nữ. Thích người nữ. Con bùa mà có thuốc đó, có thuốc. Như vậy lúc mà chết cái trong là trong cái garage rồi mới đem ra kho phải không? Ta nói ngủ 3 tháng. Ở đó cho khi nó bắt đầu có mùi, Giờ mới đem ra kho. người kia vác ra. Một mình thôi nha, bí mật mà. Một mình. Một mình. Chứ là cái người sư cô lo cho một mình thôi. Có để trong cái bao bố hay gì không? Trùm lên cái bao không? Toàn bộ bịt kín để giấu mùi hôi. Như vậy là Nhưng mà cái xác này không hôi nhiều. chỉ có bỏ đổ thuốc gì lên không, sao không hết không? Không,
Lý do là không ăn uống lâu ngày, cho nên khi chết nó không có hôi nhiều. Vậy là chỉ có một mình người đó khiêng ra thôi chứ không có người khác giúp. Mà sau đó có mấy cái kho tổng cộng? Ba cái. Vậy là hai cái kia là của ai? Của thí chủ kia. Của thí chủ đó. Và một cái là của một ông sư gỡ. Vậy sau khi mà cái xác đưa đi rồi cảnh sát có tới điều tra trong thí chủ đó không? Có chứ, rất là nhiều lần, nhưng mà có một cái gì đó của người thân không muốn dính líu nhiều, bởi vì không phải quê hương của người ta, người ta bị lạc lõng, không không muốn làm lớn chuyện. Vậy cái người thí chủ đó bây giờ vẫn còn sống không? Ung dung tự tại gạt người, sau cái vụ này rồi mới bùng phát đó. Trước đó thì không, Tức tức tức. vượt qua cái vụ này nè, ỷ lại lắm, tưởng mình giỏi cho nên tự tung tự tác. À, nói là sư cô mà người mà thủ phạm á ha. Còn cái người mà chủ của cái kho đó bây giờ còn sống không? Ông ta cũng bị thuốc chết đó. Cũng bị thuốc chết luôn nha. Ông có bệnh rồi. Ông ta có bệnh. Nhưng vì thuốc mà chết đó. Không phải thuốc độc đâu. Như vậy cảnh sát có điều tra ra được cái hung thủ không? Không, chưa biết được à, chưa đầy đủ, chắc họ biết nhưng mà họ chưa đủ bằng chứng. Giờ sư cô Liên Thi có muốn lập lại cái vụ án này không? Lạnh lắm, rất là lạnh đó. Ta đói, ta đói lắm, ta chưa đi đâu được, ta chưa đi đâu được. Ta lạnh quanh lẩn quẩn lạnh lẽo đói. Tại bị bỏ đói rước 3 tháng luôn hả? Ta ngủ mà, ta chỉ ngủ không thôi, không có ăn, không có uống. Ngủ Trong cái garage phải không? trong căn phòng riêng biệt
tách rời, nhưng mà vẫn trong tịnh xá đó. Tách rời có nghĩa là cái chỗ đầu xe, và cái kho đầu xe có giường, có phòng tắm trong đó luôn hả? Ta không biết, ta được uống thuốc, nói thuốc này tốt, uống sẽ hết bệnh. Ta uống xong thì ta ngủ, 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 ngủ hoài luôn, không dậy luôn, ngủ cho đến lúc ta rời xa thế giới này. Ta lạnh lắm, đói, nương theo ngọn gió, có theo con, có theo con hả? Mới gần đây hả, theo lâu rồi? 2 tuần rồi. Theo con 2 tuần rồi hả? Bởi vì con là có cái tâm lành. Ta muốn ẩn hiện để cho thế gian này biết có ta hiện hữu. Vì sao trong suốt 10 năm nay sư cô không chịu kiếm ai mà để rửa quan mà ta bây giờ mới xuất hiện? Ta biết đâu mà xuất hiện. Tức là YouTube không ai nói, ta không biết dùng ai để mà mượn ha. Chưa có đủ duyên. Cái gì cũng là duyên. Cái này cũng gọi là cái nghiệp của ta. Ta không có oán hận đâu. Ta là người tu. Ta phải cái nghiệp mà. Nhưng ta không cam lòng là con được gặp gia đình, con có người thân. Ta phải gặp. Sư cô muốn gặp ai? Gặp người thân. Nhưng mà muốn gặp người nào? Nhất là mẹ của ta. Mẹ của ta đã từng đến nơi này, nhưng mà mệt quá, không biết làm gì. Mà mệt quá, cuối cùng thì ta vẫn lanh quanh. Vậy bây giờ nếu mà người nhà qua đây thì tới đâu để gặp sư cô? Không cần qua đâu. Ta có thể đi tới đâu mà. Nhưng ta chỉ nỗi niềm ước ẩm của ta là không được gặp người nhà lúc ta ngủ. Con hiểu rồi. Ta đi một mình lạnh lẽo lắm, vắng vẻ lắm. Cái hũ trâu của sư cô giờ còn hay là chỉ thả đâu rồi? Hai năm sau đã đem đi rồi. Ra biển hả? Thân là gió bụi mà, khi chết thì phải trả về gió bụi, có gì tiếc nuối đâu. Như vậy lúc mà sư cô còn sống đó, ở trong tịnh xá đó, thì cái cách đối xử của người đó đối xử với sư cô như thế nào? Nhạt nhẽo lắm. Nhạt nhẽo. Trước da cái tâm mà cái tâm đâu có. Không có cái tâm. Ẩn náu mà thôi.
Có bị đánh đập hay hành hạ gì không? Có bị chửi 2 lần. Chửi 2 lần. Ai đó nói đánh. Không có đánh đâu. Không dám đánh đâu. Nó phải một mình. Nhiều người mà Trong thành xá nhiều người. làm sao dám đánh ta? Chỉ làm những điều không người biết thôi. Như vậy lúc mà sư cô bị chết rồi đó, có bỏ trong cái bao để dưới cái giường không? Vẫn nằm ở đó. Vẫn nằm ở đó hả? Vậy là chết mấy bữa sau mới đem ra cái kho? 5 bữa mới đem ra kho. Rồi tới 5 bữa sau đem ra kho, như vậy tới 2 3 ngày sau mới phát hiện. Và cái người mà phát hiện đó đó giờ vẫn còn không? Con Còn sống hả? Mà nếu như muốn liên lạc thì như thế nào? Có cách nào để liên lạc cái người đó không? có thể con đến cái chùa cũ đó, Cái chùa đó đó hả? cái chùa cũ của người khác chứ không phải chùa cũ của cái người này. Tìm hiểu hỏi thăm, ta chỉ có nói như vậy thôi. Mình có lầm mình sẽ làm được, nhưng mà cho dù họ không trả nợ luật pháp thì họ sẽ trả nợ cho nhân quả. Không có lâu nữa đâu. Coi như sắp rồi. Thì có phải là sư cô đưa kim ngân tới để mà thơ ra cái chuyện này hay không? Đúng rồi. Vậy đó hả? Đúng. Ta dắt Thúy Nga đi. Đầu dây mối nhợ là từ đó sẽ lôi ra cả một đám đó. Vì cái người hại sư cô chết là chỉ có một người thôi, là có ai nhúng tay trong phần trong đây nữa không? Mấy chuyện này không dám nhiều người được đâu, bị lộ sao? Đâu có ai giết người mà kéo luôn 3 4 người tới. Những người họ nói đó họ chỉ là phỏng đoán thôi. Vì cái câu chuyện mà con nằm mơ con thấy hai người đánh là sao? Cái đó là không phải thật. Cái đó giống như là những cái nghiệp chướng nó tranh giành. Con hiểu không? Cái nghiệp chướng nó có cái vô hình mình không thấy, nhưng mà chỉ thấy qua một giấc mơ. Nghiệp chướng nó đánh nhau. Những cái người con thấy chỉ là nghiệp chướng của ta mà thôi, nhiều kiếp trước chứ không phải là đời này ta thiếu nợ họ. Có một người muốn làm lễ cầu siêu cho sư cô ở chùa, sư cô có chịu không? Tất cả những điều chỉ cần cái tâm thôi con, không cần bày vẽ. Chỉ cần cái tâm người đó họ muốn làm điều đó là vì cái tâm là đúng là tốt, không cần phải đình đám. Nếu đình đám thì ta sẽ mắc nợ thế gian. Như vậy hiện tại cái hồn của cô có ở chùa không?
chỗ mà để hình hình của sư cô đó. Ta đi rồi ta về, ta không ở đâu nhất định hết. Ta không có chỗ để ở đâu. Phiền đến bạn nữ. Luật pháp người ta không có tin tâm linh đâu. Chỉ có người dân họ nghe thì họ có người hiểu, có người không. Bởi mới kêu là chúng sanh. Chúng sanh nhiều bệnh lắm. Nhiều bệnh, bệnh vô tâm. Khẩu nghiệp quá nhiều. Ta nói đúng nhưng vẫn là khẩu nghiệp. Con hiểu không? Dù ta nói đúng vẫn là khẩu nghiệp. Nếu ta nói sai cũng là khẩu nghiệp nhưng mà nặng hơn. Cho nên ít nói thì nó ít nghiệp. Các bạn vừa xem xong rồi đó, thì có cái phần là đang quay giữa chừng rồi cái máy nó nóng quá thì nó tự động nó tắt, thì bị chập chờn vào lại cái phần đó. Thì bây giờ em cho các bạn nghe cái tiếp cái phần mà lúc này là em ghi âm lại nhưng mà không biết có nghe có rõ hay không. Tiếp cái phần mà sau khi bị cái máy tắt như thế nào nhé. Em coi cái phần này phải không nha. Chúng sanh. Bây giờ các bạn nghe lại chúng nha. Chúng sanh nhiều, họ nghe thì họ có người hiểu, có người không. Bởi mới kêu là chúng sanh. Chúng sanh nhiều bệnh lắm. Nhiều bệnh, bệnh vô tâm. Khẩu nghiệp quá nhiều. Ta nói đúng nhưng vẫn là khẩu nghiệp. Con hiểu không? Dù ta nói đúng vẫn là khẩu nghiệp. Nếu ta nói sai cũng là khẩu nghiệp nhưng mà nặng hơn. Cho nên ít nói thì nó ít nghiệp. Nhưng mình nói ra chính đáng thì giúp được người thì cái đó là một phước báo. Nếu mình nói ra mà hại người thì lại mình nghiệp trầm chất. Cho nên nói đúng lời đúng, cái tốt sẽ đến. Mình nói sai làm sai thì cái xấu nó đến. Thì đỡ không kịp đâu. Lúc đó thì hỏi tại sao vậy. Mình làm rồi mình không nhớ. Cạo đầu đi tu. Tu cái tâm đâu. Bây giờ tu giả nhiều lắm. Mượn đạo đời mà không phải là tu. Tu mà lái xe hơi, xài iPhone, đi có người cha, người rước. Tiền nhiều tiền ít. Thời Thế Tôn đi tu đầu trần chân đất. Tu mà không bỏ được sao mà tu. Đâu phải là dễ tu. Tu theo thời thế phong trào thôi. Bây giờ đi tu không có phải đi làm. Đi tu không có cần đi làm. Nợ của ba tấm đó con.
Khi mà hết cái thân mạng này rồi, đội sừng mọc lông trả nợ đó. Con hiểu câu này không? Yeah. Đội sừng mang lông, người là ngã quỷ súc sanh, kiếp súc vật, để trả nợ nhiều kiếp lắm. Nhiều người biết chứ, nhiều người hiểu lắm, nhưng mà không ai tránh được đâu. Bởi vì ở giữa đây là trung đạo, trung là ở giữa, cho nên phải làm. Cái phần khúc này là em không nhớ rõ là lúc này là chư thiên nói chuyện, chắc có lẽ là chư thiên nói chuyện hay là một người này nói chuyện, em không nhớ rõ tại em quay mấy bữa rồi. Thì bây giờ các bạn cứ nghe nha. Lộn. Nghiệp trầm chắc. Cho nên nói đúng là đúng. Cái tốt sẽ đến. Mình nói sai làm sai, thì cái xấu nó đến. Thì đỡ không kịp đâu. Lúc đó thì hỏi tại sao vậy? Mình làm rồi mình không nhớ. Cạo đầu đi tu. Tu cái tâm đâu? Bây giờ tu giả nhiều lắm. Mượn đạo tạo đời mà. Không phải là tu. Tu mà lái xe hơi, xài iPhone, đi có người che, người rước, tiền nhiều, tiền ít. Thời Thế Tôn đi tu, đầu trần chân đất, bỏ hết, mới tu. Tu mà không bỏ được sao mà tu? Đâu phải là dễ tu. Tu thế. À, sao hai các bạn vậy? Để em bắt cái điện thoại này một cái. À, sorry các bạn nha. À, trời ơi. Sorry các bạn nha, đang cho các bạn nghe mà bị cái điện thoại gọi vô, quan trọng gọi vô để mà phân phối. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Nợ của ba tánh đó con. Khi mà hết cái thân mạng này rồi, đội sừng mọc lông trả nợ đó. Con hiểu câu này không? Yeah. Đội sừng mang lông, người là ngã quỷ súc sanh, kiếp súc vật, để trả nợ nhiều kiếp lắm. Nhiều người biết chứ, nhiều người hiểu lắm, nhưng mà không ai tránh được đâu. Bởi vì ở giữa đây là trung đạo, trung là ở giữa, cho nên phải làm. Trong cái tâm ta có hai con đường, chánh và con đường tà. Nếu con đường chánh mạnh hơn thì ta sẽ đi đúng hướng, mà cái con đường tà mạnh hơn ở trong tâm ta thì ta sẽ bị lạc đường ngay. Tà là gì? Tham sân si. Cái lòng tham nhiều quá, cho nên dắt người ta đi. Em hiểu không? Ta không muốn nói nhiều đâu, chỉ nói có duyên nói cho con biết một chút.
Em cũng cảm ơn sư cô nhiều lắm. Cái gì được không? Sư cô nào ta là Chư Thiên. Dạ, Chư Thiên. Dạ, cảm ơn Chư Thiên. Sư cô đi rồi. Dạ. Vì nãy sư cô, lúc mà cô kia tới sư cô đi rồi hả? Ra khỏi đây rồi, không được ở lâu đâu. Dạ. Bởi vì ở trong này thiện thần rất là nhiều. Dạ. Cô chưa đủ cái lực để đến đây lâu. Con có cảm giác gì không? Rất là ấm áp. Dạ đúng rồi. Rất là dễ chịu. Bởi vì xung quanh cái người nữ tu hành đã có thiện thần che chở bảo hộ. Ở đây tôi không cần cạo đầu đâu con. Tôi không cần ngồi xuống tụng kinh niệm Phật gì hết. Chỉ cần cái tâm con tốt, thiện lành, không gây nhiều ác nghiệp là tu. Đâu cần gõ mõ tụng kinh. Hay là phải ăn mặc đồ xề xòa, không trang điểm là tu đâu. Con có biết Bồ Tát tại đời thường không? Dạ không. Bởi vậy nhiều con người ta nói cứ cầu ơi Phật ơi, cứ cầu Bồ Tát đâu. Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát là mình nè. Yeah. Phật ở đây nè. Phật ở đâu trên trời mà cầu? Lúc cái tâm con làm điều tốt, con là Phật. Lúc cái tâm con tạo nghiệp ác, con là quỷ đó. Đâu cần đi kiếm ở đâu. Nhìn vào bên trong bản thân của mình mà tìm. Nhìn vào bên trong, kiểm soát hàng ngày, coi con đã làm gì, con đã suy nghĩ gì. Suy nghĩ về điều thiện hay suy nghĩ về điều xấu. Yeah. Bởi ta nói con người có hai cái tâm, thiện và ác. Cái nào mạnh thì dẫn ta đi. Cái tâm nào mạnh, tâm ác mà mạnh, ta sẽ hướng ta đi theo con đường xấu. Còn cái tâm thiện lành con mạnh hơn, sẽ hướng con đi con đường đúng. Cái đó là tu. Đạo là con đường. Đạo, ai nói đi đạo, tôi đạo Phật hay là đạo Công giáo, họ chưa hiểu đạo. Đạo là con đường. Con đường chánh đạo, con đường tà đạo. Đạo là một con đường để cho ta đi con ạ. Hướng ta đi đến mục đích tốt hay xấu, ta phải giữ vững cái tâm của mình. Tuy rằng nó châm chênh lắm, nhưng nó sẽ tốt cho con hơn. Cái nào con đi nhẹ, đi dễ, cái đó là nó cảm bậy đó. Nếu không bước vô con đường đó hoa nở, con lầm. Cái đó là một cái nghiệp lực nó dẫn con đi. Bởi vì con u mê đó, nó đẩy con vô cái nghiệp của con. Những con đường chông gai, trắc trở, cái đó là mới là con đường đạo, chánh đạo. Ở trong đạo Phật có cái câu bát chánh đạo, là bát là tám, tám con đường căn bản để cho con người hướng thiện, công việc thiện, lời nói thiện, hành động thiện, con đường thiện, con tính tam đường trong cái con người của mình thì là bát chánh. Bát là tám, chánh là chân chính, đạo là con đường, tám con đường. Hồi nãy đang nói tới phần là bát chánh đạo đó các bạn, thì cái máy nó lại nóng. Thì nó bị gì tình trạng này hoài. Bây giờ em cho các bạn nghe lại cái phần đó nha. Em coi coi. Nếu có tiền đó, coi cho khúc, người nghèo. Phút nào đây? Tám chánh. Đây, bát chánh đạo đây. Chân chính, đạo là con đường.
8 con đường đi chân chính, đó là tu. Không cần đi lại Phật, cúng dường chỗ này nhiều, cúng dường chỗ kia ít, cúng ai vậy? Nếu có tiền đó, cúng cho người nghèo, cũng giúp đỡ người nghèo còn hay hơn. Phật đâu có ngồi trong chùa, Phật đâu phải ông vua ngồi hưởng đâu. Phật phải ta bà thế giới để giúp chúng sanh, Phật đâu có ngồi hưởng lạc. Nếu là Phật thì phải đi cứu chúng sanh, Phật mà ngồi tại đó hưởng lạc để chờ chúng sanh cúng, Phật có ăn đâu. Phật không ăn, Phật cần cái hương từ bi của chúng sanh, hương thiện lành của chúng sanh là đủ rồi. Phật đâu có ăn đâu mà cúng, chỉ cần cái này của chúng sanh tốt. Bởi vậy Phật nói câu tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tin nhưng mà phải biết, phải hiểu, phải suy nghĩ cái nào đúng. Cũng như ta nói với con người ta có hai cái tâm, nó xen lẫn với nhau. Thằng thiện đánh với thằng ác, thằng ác đuổi thằng thiện ra, rồi thằng thiện đuổi thằng ác ra, hai cái nó đánh nhau dữ lắm. Ở trong ta đó, nếu cái nào mạnh là cái đó thắng. Con hiểu không? Phật cũng vậy, Phật cũng ở chính bản thân mình thôi. Ông Phật ở mấy chục vạn ngàn năm, có ai thấy ông Phật đâu? Có ai thấy ông Chúa đâu? Nhưng mà vẫn có ở trong tâm ta. Quỷ cũng ta, mà ma cũng ta, Phật cũng là ta. Không ở đâu xa. Mình tu, mình nhìn lại cái bản thân mình, kiểm soát mình. Mình lệch bước, mình phải kéo mình về. Nghe con? Dạ. Bởi cuộc đời nó ở trung đạo, mình là ở giữa, mình dễ bị lôi cuốn lắm. Nếu cái tâm con yếu đó, con sẽ bị đi theo cái nghiệp xấu. Cho nên con phải kéo về, đẩy cái tâm thức của mình trở lại. Cái đó không được, mình không đi tiếp. Con nghe nhớ, cái lành nó vẫn là bền bỉ, cái ác nó không bền, nó cứ tự tung tự tác, rồi có một ngày đến thời, đến giờ, đến khách, nó phải bị tan biến mà thôi. Ta chỉ nói ít thì con đã hiểu nhiều. Cảm ơn chư Thiên nhiều lắm. Dạ, anh thỉnh chư Thiên đi nha. Dạ, con cũng cần phải, tới giờ con phải đi rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc này là lúc chư Thiên đang rùng mình xuất ra đó các bạn. Dạ, tay chân quá trời. À, lúc đó nó ngồi lâu lắm, cho nên bị rất là bị tê chân. Thì cái phần cuối hồi nãy đó là lúc mà cái phần ghi âm đó, là cái phần đó là phần của chư Thiên chứ không phải là sư cô Liên Thiên. Thì cái này cũng là cái lần đầu tiên mà em trực tiếp nói chuyện với lại về cái chuyện tâm linh, trực tiếp nói chuyện với những người mà dựa vào như vậy, là mà lần đầu tiên em quay như vậy đó các bạn. Thì cái này là về phần tâm linh thôi, còn các bạn muốn nghĩ sao thì do mình, cái hiểu, sự hiểu biết của mình mà mình nghĩ thôi. Có nhiều người ta không tin, có nhiều người ta không tin, có nhiều người ta nói đây là mê tín, đây là này nọ đây nọ, nhưng thực sự ra những cái mà trong cái cuộc cõi sống này của mình, nó có những cái thứ mà mình không thể nào mà mình giải thích được. Chẳng hạn như những cái điều mà mình cảm giác được, mình biết trước nó xảy ra thì tự động nó xảy ra. Lúc cái đó mình mới tin rằng là mình có những cái thứ mà cái phần tâm linh mà nói chung là khó nói lắm. Người nào mà trong cái hoàn cảnh này
trải qua kinh nghiệm này thì họ mới hiểu được rằng là cái tâm linh hay là những người dựa vào gì đó như thế nào, thì lúc đó họ mới hiểu được thôi. Thì một lần nữa, ai mà tại lúc mà đi phỏng vấn Chư Thiên và Sư Cô Liên Thi này đó, thì em chưa có chuẩn bị hết những cái câu hỏi hết. Thì các bạn nào muốn hỏi về vấn đề gì về Sư Cô Liên Thi hay là vị Chư Thiên này gì đó, thì các bạn cứ bình luận cho em biết. Thì sau này em sẽ quay lại để mà tìm, khi mà em sẽ hỏi những cái câu hỏi với Sư Cô Liên Thi cũng như Chư Thiên để giải đáp thắc mắc của các bạn về cái sự tình gì. Các bạn muốn biết về cái gì thì hãy cứ bình luận cho em biết nha. Thì em sẽ lọc ra những cái bình luận đó để mà đi hỏi Chư Thiên cũng như Sư Cô Liên Thi. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây. Và nếu ai có muốn lên kênh của em chia sẻ gì đó thì hãy liên lạc cho em. Số phone +1 657 271 6593, +1 657 271 6593. Em xin kết thúc cái video tại đây nhé. Và đây là cái phần về tâm linh. Mình tin thì có thật, còn mình không tin thì coi đó chẳng hạn giống như là mê tín gì đi. Thì do cái căn cơ của mình, do cái suy nghĩ của mình, cái kiến thức của mình tới đâu thì mình tin vào tới đó. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây và xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Nhớ bấm like, bấm share và bình luận cho em biết luôn nha. Nhớ đăng ký để mà ủng hộ nha các bạn. Xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.